Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đi tua mỏ sao cho đẹp nhất. Và các bạn đừng quên hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi tô màu nào. Mình sẽ đi vào chi tiết tô màu các bạn. Ngày hôm nay anh em phải làm kỳ lộc cho chúng nó định đi mọi tè. Ở đây. Đâu? Chơi bút tơ đi. Last Kingdom. Mỗi thằng làm hai trận nữa, mỗi trận hai video là ok. Đúng không? Không. Thế đúng rồi. Ô của anh công 136 đúng không? Chọn. Em bận 4, em tận 47 rồi. Bốn bảy ba bảy không nhớ nữa. 47 đi. Vãi luôn. Cái này hình như gặp được vào sao ấy. Rồi. À không gặp được vào. Không, cái này nó thế rồi. Để chị ca mới trong một nơi cái gì mạnh. Nhiêm nó đi có mẹ toàn bị cây nhé này. Cây đã toàn bị cây. Như vậy video của mình chưa kết thúc. Nhiêm lúc cái này xuống kia làm một lúc. Thôi đi về đi, cho nó đi về, cho nó đi về.
Thì làm sẽ tiếp tục không ngoài. Video thứ hai còn video thứ hai rồi. Có video hai như. Vậy giờ mình kết thúc như vậy.